Mazda CX-3 và CX-30 sẽ là hai mẫu xe mới nhất sắp được giới thiệu tại Việt Nam. Mặc dù cả hai đều cạnh tranh vào phân khúc SUV đô thị cỡ B, tuy nhiên CX-30 lại nhỉnh hơn cả về kích thước và trang bị so với người em CX-3. Chào mừng các bạn quay trở lại với kênh YouTube Auto Pro và giờ hãy cùng xem đặt Mazda CX-3 lên bàn cân so với những đối thủ nổi bật trong phân khúc SUV hạng B. Mẫu xe này có điểm gì đặc biệt? Trong video này mình sẽ liệt kê 3 đối thủ sừng sỏ nhất bao gồm cựu vương Ford EcoSport, kẻ xoắn ngôi Hyundai Kona và tân vương phân khúc Kia Seltos. Về kích thước, Mazda CX-3 sở hữu thông số dài, rộng cao lần lượt 4.275, 1.765, 1.550mm, thua kém các đối thủ cả về chiều rộng lẫn chiều cao. Tiếp đến, chiều dài cơ sở của CX-3 có lớn hơn EcoSport nhưng vẫn thua thiệt khá nhiều so với hai đối thủ còn lại. Vì là một mẫu SUV hạng B nên khoảng sáng gầm cũng là điều cần được bàn tới. Thông số cụ thể các bạn có thể nhìn thấy trong hình. Như vậy, với khoảng sáng gầm xe chỉ đạt 160mm, mẫu xe này có phần lép vế hơn so với con số 190mm của Seltos, 175mm của EcoSport và 170mm của Kona. Ở ngoại thất, các mẫu xe này gần như đều được trang bị hệ thống chiếu sáng LED trên bản cao cấp nhất. Và trên bản cao nhất tại nước ngoài, CX-3 sử dụng mâm 18 inch, thiết kế 5 chầu kép. Nếu điều này được giữ nguyên thì sẽ nhỉnh hơn một chút so với EcoSport hay Seltos vẫn đang sử dụng vành 17 inch. Còn về kiểu dáng, các bạn đang ưng mẫu nào nhất? Hãy để lại bình luận phía bên dưới nhé! Về nội thất, CX-3 được trang bị màn hình giải trí trung tâm 7 inch, có hỗ trợ kết nối Android Auto hoặc Apple CarPlay. Thế nhưng vẫn có phần kém hơn kích thước 8 inch trên Kona hay 10,25 inch trên Seltos. Trên vô lăng đều hỗ trợ đầy đủ các tính năng như đàm thoại rảnh tay, media, hệ thống ga tự động cruise control. Nhìn chung cũng khá cơ bản, nếu xét về mặt trang bị tiện nghi, Kia Seltos sẽ nổi bật hơn với loạt tính năng như làm mát ghế, đèn nội thất theo nhạc, ghế chỉnh điện 10 hướng, cửa sổ trời. Hệ thống điều hòa trên các mẫu xe này đều là loại một vùng tự động, tuy nhiên chỉ có Kia Seltos là có cửa gió điều hòa cho hàng ghế phía sau, quả nhiên là vua phân khúc. Tuy nhiên, cũng giống như Mazda 2, Mazda CX-3 được kỳ vọng vẫn được trang bị hệ thống iActive Sense. Dù không đầy đủ lắm, nhưng vẫn có hệ thống cảnh báo điểm mù, báo tài xế buồn ngủ, cảnh báo lệch làn đường. Về động cơ, CX-3 chỉ có một phiên bản sử dụng động cơ SkyActiv-G dung tích 2.0 lít cho công suất cực đại 148 mã lực và 200 Nm moment xoắn. Về phần này, tuy không có thua thiệt nhiều về thông số nhưng CX-3 lại không có nhiều tùy chọn động cơ và hộp số như các đối thủ còn lại. Nếu có thêm tùy chọn phiên bản sử dụng động cơ tăng áp, có lẽ CX-3 sẽ thu hút được nhiều sự chú ý của người dùng hơn. Cuối cùng là giá bán. Hiện Hyundai Kona có mức giá trải dài từ 619 đến 729 triệu đồng với 3 phiên bản. Kia Seltos có giá bán từ 609 đến 699 triệu đồng cùng với 3 phiên bản. Tương tự là EcoSport có giá từ 603 đến 686 triệu đồng. Chính vì thế, Mazda CX-3 cần phải có một mức giá phù hợp để có thể cạnh tranh tốt trong phân khúc đang sôi động nhất nhì hiện nay. Dự kiến xe sẽ ra mắt vào cuối tháng 4 hoặc đầu tháng 5 năm 2021. Đây chắc chắn sẽ là một làn gió mới cho những người đang tìm kiếm một mẫu xe SUV cỡ B. Bạn nghĩ sao về mẫu xe này? Hãy để lại bình luận ở bên dưới nhé. Đừng quên để lại cho bọn mình một like và subscribe. Bấm nút chuông để nhận thông báo mới nhất về những video tiếp theo. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.